gì đó. Mình mời cho. Rồi tiếp tục. Cà lăng bự. Cà lăng bự mở rồi. Tôi vô kìa, tăng tốc. Đúng rồi, mấy chiếc đậu bên đây là thất thế rồi, không vô trước được đâu. Thôi vô kìa. Né, má hồi tắp. Thôi. Thấy hồn chưa? Không né là tắp liền. Qua, wow. Gian nhỏ này tranh thủ rồi. Tranh thủ đi vô trước các bạn. Rồi, giờ hai chà lan đang đuổi nhau vô rồi. Có kịp hay không? Ôi trời ơi, đông ra vỏ lẫy ra một bên đây ông tính chen vô kìa. Có chen kịp không trời? Trời cha. Vô bầu này có thể ông chen trước được nè. Chen trước cái chà lan sau được đó. Chen nhớ bạn. Trời ơi, đuổi vô. Má ơi, rồi sao đây? Không được đâu, người ta đang nói đuôi rồi. Chen vô không được đâu, cái bầu này. Rồi chen cái là đứt làm hai. Trời cha, vậy mà cái bầu chen vô được kìa. Quá hơi lỗi gì ta. Chứ giờ quá đông mà trời biết nào. Chen kìa, chen. Các bạn, còn đây thì một số ghe đang chờ đợi đuổi qua cống nha. Dữ lắm, đông luôn. Các bạn xem nè. Dài dài luôn. Không ngờ bữa nay quá trời đông ghe nha các bạn. Làm gì luôn chuyện khang chứ không đi về. Đéo được điện luôn chứ. Rồi leo xuống luôn kìa. Leo xuống để chuẩn bị qua cống nha các bạn. Chuẩn bị để qua cống. Rồi, bây giờ cống đã mở thì vỏ lãi chạy trước các bạn. Rồi, rồi chạy chưa? Ở đây thì chị vỏ lãi cũng đang đang chờ để qua cống luôn nè. Đang kẹt cái đít vô cái chà lan các bạn. Dữ lắm, đông luôn nha. Chà lan bây giờ nó kẹt hết trơn luôn. Mỗi một âu vậy thì mình đón vô cỡ 3-4 chiếc chà lan thôi nha các bạn. Như các bạn thấy đậu một dọc này cũng là mười mấy chục chiếc à. Không thể nào qua hết được đâu. Cứ sắp tài từ từ mà tới thôi các bạn. Để dữ lắm đông. Rồi, vỏ lãi này ra thì bắt đầu tiếp tục chà lan. Ra thôi. À, coi nè. Ở đây đang chờ một đống luôn rồi nè. Thấy hồn chưa? Rồi, giờ thì tiếp tục hai chiếc chà lan này ra thôi. Đang chờ mở cống rộng rồi mới được chạy nha các bạn. Chứ giờ hai ghe này giờ nó cặp nẹp vậy rồi đâu có lạn được nữa đâu. Ừ,
giờ bên đây là đang nôn nao chờ đợi, còn thêm ở đây nữa, đây cũng đang chờ. Cho xà lan con nhỏ ra trước. Thoáng rồi đó. Quất các bạn. Rồi kế tiếp. Không nhỏ bấm gà. Bấm bê cho. Rồi tiếp tục. Xà lan bự. Tranh thủ mở rồi. Lại đây chặt cua qua đây một cái nữa nè. Chua nha. Chặt cua các bạn dài quá chặt không hết cua. Không khéo là nó bê vô cái mấy cái xà lan đầu trước các bạn. Tiếp tục thì một chiếc xà lan siêu dài để ở sau nữa. Rồi vẫn ngon rồi, qua được rồi các bạn. Đây một chiếc siêu dài nè. Wow, xà lan này ôm quá sát đi trời. Rồi, ở bển thì nhốn nháo dây hết rồi. Kìa. Tăng tốc. Cũng được. Thấy hồn chưa? Ông xà lan bên này ông chanh. Ông chanh thủ ông gieo qua ông tính vô trước luôn nè. Ồ, gió lãi kìa. Túa vô kìa. Tăng tốc. Đúng rồi, mấy chiếc đậu bên đây là thất thế rồi, không vô trước được đâu. Ôi kìa. Né. Má rồi tấp. Rồi. Thấy hồn chưa? Không né là tấp liền.
Wow, ghe nhỏ này tranh thủ rồi, tranh thủ đi vô trước các bạn. Rồi giờ hai xà lan này đang đua với nhau vô rồi, có kịp hay không? Ồ rồi ông vỏ lẫy ghe bầu bên đây ông tính chen vô kìa, có chen kịp không trời? Ai cha, ghe bầu này có thể ông chen trước được nè, chen trước chiếc xà lan sau được đó, chen nhớ bạn. Trời ơi túa vô má ơi, rồi sao đây, không được đâu, người ta đang nói đuôi rồi, chen vô không được đâu ghe bầu này. Bầu này chen một cái là đứt làm hai. Thầy cha, vậy mà ghe bầu chen vô được kìa. Quá dẫu gì ta, chứ giờ quá đông mà trời biết nào. Chen kìa, chen kìa. Trời ơi ha, đỉnh trời. Yeah, ủi sát đít luôn. Quá khéo luôn ha. Rồi vô được luôn, đi trước chiếc xà lan bự rồi, má chạnh nhau rồi. Rồi còn ai sao nè, để coi chiếc này vô kẹp không. Bây giờ sao đang nối đuôi với nhau quá trời luôn rồi. Đúng rồi các bạn, còn cỡ này đó rồi làm sao. Chiếc này thì an toàn rồi, vô tới trong rồi, khỏe rồi đó các bạn. Ghe này chen vô được cũng hay nè. Rồi 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 rồi, dính chùm ở đây rồi sao đây, để chăng hỏng cống. Má ơi, bên đây rồi, bên đây ai cũng muốn vô trước hết rồi sao đây. Rồi sao đây, tắp rồi. Ủa, mấy ông nhỏ ông chen kìa, chen kìa, chen kìa. Rồi cuối cùng.